chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là công trình nhà vườn 2 tầng, có diện tích xây dựng là 350m² trên khuôn viên đất 1000m² tại Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Có sân vườn, bể bơi. Chúng tôi sử dụng cái giải pháp khung thép lắp ghép tường sàn pallet bê tông nhẹ kết hợp với vách cửa kính rộng lớn, tạo lên cái vẻ đẹp hiện đại sang trọng cho ngôi nhà kiên cố và chắc chắn. Đây là quá trình xuyên suốt mà anh em chúng tôi đi từ ở phần thô lắp dựng kết cấu khung thép, vận chuyển tấm pallet bê tông nhẹ vào khung thép, và quá trình hoàn thiện công trình từ cổng hàng rào, sân vườn cho đến các cái chi tiết hoàn thiện ngôi nhà như trần thạch cao, điện nước, sơn bả, lắp dựng cửa kính, ốp lát và lắp đặt thiết bị. Với nhà lắp ghép ấy, thì nhiều người quan niệm là không được kiên cố, nhưng chúng tôi khẳng định rằng tính toán kết cấu đảm bảo độ bền, độ phẳng và chuẩn bị trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Tường sàn pallet bê tông nhẹ là tấm bê tông cốt thép có độ bền cao. Ưu điểm của vật liệu là nhẹ bằng một nửa vật liệu truyền thống, nên tiết giảm được kích thước các cấu kiện móng, cột, dầm, sườn, đặc biệt là chống nóng và cách âm tương đương với tường xây 300. Ngày nay ấy thì là cái việc mà thi công một ngôi nhà, quản lý từ chất lượng đến khối lượng và tiến độ an toàn thi công là một điều rất khó khăn với nhiều gia chủ. Bằng cái giải pháp này, chúng tôi tiết giảm được thời gian thi công, kiểm soát được chặt chẽ ngay từ nhà xưởng đến khi mà lắp dựng tại công trường, khiến cho việc thi công một ngôi nhà trở lên dễ dàng hơn so với cái giải pháp xây dựng truyền thống. Ngôi nhà được xây dựng hoàn thiện vào khoảng 90 ngày với thiết kế hiện đại, có những khoảng view rộng mở và khoảng thông tầng thông thoáng ra không gian xanh là sân vườn, rất ấn tượng về không gian sống, thuận tiện sinh hoạt và là một ngôi nhà thực sự đáng sống.